có bị gì không vậy? Tôi ngồi ở đây 3 tiếng đồng hồ rồi, anh có biết không? Anh có phải là chồng không vậy? Không có một cái người chồng nào mà dửng dưng để cho vợ mình phải đi lo từng ly từng tí trong đám cưới của mình vậy đó. Rồi bây giờ còn phải năn nỉ đi thử váy cưới nữa là sao? Rồi em làm cái gì mà em phải quan trọng quá vấn đề lên như vậy hả? Quan trọng cái gì mà quan trọng? Anh á, mới làm tôi ra nông nổi này á. Chồng, giờ em cũng có thai đó, thì em nghĩ là chắc là anh xin một cái công việc gì làm đi anh. Để sau này rồi khi mà em sinh con ra rồi, nói chung là lúc đó em đâu có đi làm được, thì anh cũng còn có tiền trang trải gia đình nhỏ của mình nữa. Sao vậy? Thôi tiền bạc để sau đi. Trời ơi, ba mẹ anh giàu lắm, em yên tâm. Anh mà không có việc làm á, ba mẹ anh cũng lo cho anh với em được nữa. Anh đi ăn đi. Thôi anh, nhưng mà mình lớn rồi mà mình cứ xin tiền ba mẹ hoài sao được. Rồi anh hiểu rồi mà. Em cứ về cưới anh về đi, là bảo đảm em không cần lo bất cứ thứ gì hết. Em á là em muốn hai vợ chồng mình mua góp á, là để hai vợ chồng mình cùng cố gắng phấn đấu để hướng tới tương lai, để có một cái nhà. Chứ anh nghĩ đi, thì cưới nhau về cũng phải có nhà riêng ở, chứ không lẽ cứ ở chung với ba mẹ hoài rồi nói chung là sau này có con cái rồi bất tiện nhiều cái lắm. Nhưng mà em nghĩ đi, anh không có thích, bây giờ mình xin tiền ba mẹ đi, rồi sau này tự nhiên cái ba mẹ chia của cái mình có thêm phần chia của không? Sao anh tính gì mà kỳ vậy? Ủa, sao không kỳ? Thì giờ em cứ nghĩ đi, anh con trai á thì anh dễ dàng sinh rồi đó, còn em con gái hả, nhiều khi ba mẹ không có ưu tiên chia của cho em đâu, nên nó bây giờ em biết khôn lắm, về nhà em xin tiền ba mẹ em đi. Ủa sao anh mắc cười ghê? Em bàn cái chuyện là mua nhà, sao mà anh lái một cái chuyện chia của luôn là sao? Bây giờ á, không có nói nhiều nữa, em lo xin tiền ba mẹ em đi, còn có chuyện mua nhà hay không á do anh quyết định. Con gái không rành đừng nói. Gì trời ơi. Anh em thấy cái sách vui này là anh, trời ơi, đầy đủ món ngon quá nè. Trời, cái gì mà tới 5 triệu như vậy? Mắc quá. Anh với em bữa đó làm lễ có kịp ăn cái gì đâu mà 5 triệu. Ủa sao kỳ vậy? Hồi bữa là em đã nghe lời anh là em chọn cái sảnh D là cái sảnh nhỏ nhất rồi. Thì bây giờ đồ ăn cũng phải ngon ngon một xíu chứ đồ ăn mà dở thì kỳ lắm anh. Hà nói đúng đó anh ơi. Nếu mà anh đặt set vui ở bên em trên 20 bàn á, thì em có chiết khấu thêm cho anh á. Thôi mắc quá, chọn sách khác giùm anh cái đi. Anh kỳ quá à. Em cứ có một lần à, thì cái gì cũng phải làm như chỉnh chu một chút chứ. Cái gì cũng rẻ. Cái gì em cũng muốn mắc, cũng muốn sang. Rồi làm đám cưới xong hết tiền luôn hay gì? Thà em lấy tiền đó đó, tụi mình làm đám cưới đơn giản mà có tiền để du lịch, rồi có tiền cho anh làm ăn nữa. Thôi thì thôi em chọn sách khác. Anh em mình vô cái đi. Anh Dũng, sao anh có công chuyện đột xuất? Thì công việc đột xuất nè. Ủa là sao? Em gọi anh em nói là công việc mình rất là gấp, mình phải đi thử áo cưới bên áo cưới gọi, tại vì gần ngày lắm rồi, anh hiểu không? Thì em đi coi mình đi, chứ cũng sắp đám cưới rồi, em phải cho anh ngồi chơi với bạn bè anh chút xíu chứ. Ủa là sao anh? Trời, đám cưới là cần hai người, thử đồ cả cô dâu và chú rể, chứ một mình em thử rồi anh lỡ hôm đó anh không thử vừa rồi sao? Đi với em đi. Thôi em biết rồi, hay là em ngồi xuống đây uống với anh miếng đi. Uống xong với bạn anh chơi xong đêm nay, chơi xong chút xíu nữa thôi là tụi mình đi nha. Anh hứa với em nha, ngồi đây một chút xíu là đi liền á. Rồi em ơi cho cái ly anh em ơi. Vô rồi. Vui không? Nãy vui ha. 3 tiếng rồi đi về. Trời em yên tâm, chút nữa hứa với em luôn vậy liền. Nè, anh có bị gì không vậy? Tôi ngồi ở đây 3 tiếng đồng hồ rồi, anh có biết không? Anh có phải là chồng không vậy? Không có một cái người chồng nào mà dửng dưng để cho vợ mình phải đi lo từng ly từng tí trong đám cưới của mình vậy đó. Rồi bây giờ còn phải năn nỉ đi thử váy cưới nữa là sao? Rồi em làm cái gì mà em phải quan trọng quá vấn đề lên như vậy hả? Quan trọng cái gì mà quan trọng? Anh á, mới làm tôi ra nông nổi này á. Đi làm đi, nhậu hoài. Thôi vợ mày có uống cái đi về vợ đi. Uống gì? La gì? Tao mà ai dám chửi. Nè, tôi chửi anh được đó. Sao anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng biết lo cho cái bản thân mình thôi mà không suy nghĩ tới cảm xúc của người khác vậy hả? Trời ơi, cứ mỗi lần mà tôi làm cái gì ấy mà anh bực mình á là anh mặt nặng mày nhẹ với tôi, rồi sao mà anh coi tôi còn hơn là con ở nữa. Tôi vậy đó, tôi tệ vậy đó. Cưới nhau là anh gì? Anh giờ cô ham cưới quá, cô chết đúng không? Cô stress đúng không? Cô kêu ba mẹ cô ra đây giúp cô đi, chứ tôi không giúp cô được gì hết đó. Nè, cái này là anh nói nha chứ không phải tôi nha. Ok, bây giờ tôi sẽ giống như anh luôn, tôi không có lo cái gì hết á. Bây giờ tôi sẽ đi về nhà dựa dẫm ba má y chang như anh vậy á. Còn nếu như mà không thống nhất được á thì... Sao? Thì sao? Kệ anh đi. Mình kể đi. Rồi. Vô. Vợ mày dữ quá. Sính lễ á thì chỉ 5 tráp và 10 triệu tiền mặt là đủ rồi. Đúng rồi. Đám cưới chạy bầu á, mình làm gói gọn đại khái thôi chị. Không được. Không thể nào tôi gả con gái tôi về nhà anh chị với cái giá rẻ mạt như vậy được á. Chị nghĩ con gái của chị giá bao nhiêu? Nè, con tôi không phải là cái món hàng để mà kỳ kèo qua lại. Lễ lạc á thì có đẹp đẹp mặt hai nhà, chứ đâu phải là tôi ham tiền của anh chị đâu. Chính chị là cái người ra giá rồi kỳ kèo đó chứ ai. Căn bản bây giờ á là tụi nhỏ nó đã sống với nhau rồi, cái gì mình làm lẹ lẹ được á thì làm đi. Chị đòi hỏi cho quá à. Tôi nói thiệt với chị á, tôi mệt mỏi vấn đề này lắm rồi đó. Ba con nói đúng đó. Má vợ đừng có làm tiền ba mẹ con nữa. Mày nói sao? Mới có bàn đám cưới thôi á mà mày đã coi con gái tao không ra gì rồi. Mày mốt á, cưới rồi sao nó sống nổi chứ? Chị á, đừng có ỷ là con gái của chị đang mang thai cháu của tôi. Rồi chị làm chỉnh làm thượng nghe chưa?